Ở đây người ta cho glucose chúng ta có phần trăm C, phần trăm O, còn lại là phần trăm hydro. Như vậy bước đầu tiên chúng ta gọi công thức của glucose là CxHiOz. Em tính được phần trăm của oxy bằng cách em lấy 100, em trừ đi 40, em trừ đi 53,33. Và đã tính được là bằng 6,67. Như vậy, để tìm được công thức của glucose, chúng ta dùng tỷ số, đó là m lớn chia phần trăm. Chúng ta có tất cả là 4 tỷ số như vậy. Đầu tiên là carbon. Carbon chúng ta m lớn là 12x. Tiếp theo là hydro. Hydro chúng ta là Y. Oxy chúng ta là 16Z. Cuối cùng là m lớn của glucose. Thế để cho là bằng 180. Em chia cho phần trăm oxy. Phần trăm oxy bây giờ sẽ là 40. Phần trăm hydro là 6,67. Phần trăm oxy là 5,33. Ở đây là 100. 180 chia 100 thì đây nó sẽ bằng 1,8. Như vậy để tìm x, chúng ta sẽ lấy 1,8 nhân 40 chia cho 12 thì đây bằng 6. Tìm y, em sẽ lấy 1,8 nhân cho 6,67. Và đây mình tính được là bằng xấp xỉ bằng 12. Và đi tìm z, em sẽ lấy 1,8 nhân 53,33 chia 16. Và đây mình tính được xấp xỉ bằng 6. Như vậy công thức của glucose bây giờ là C6H12O6. Có đúng bây giờ mình chọn là câu A.